bị chim nó tao về. Tao đâu? Trời ơi. Cho cái này làm tàu này Bin. Ông phí nước quá. Sao ông phí? Tàu to đây, tàu bự đây, bầm đâm hết tàu nhỏ lên. Tàu bự đây, tàu bự đây. Tàu còn nhím nổi được kia. Tàu bự đây. Cùng đê nữa. Bầm bự. Thôi chìm tàu rồi. Bỏ dép không có chim không? Cái dép của Vinh cũng là cái thuyền kìa Vinh. Cái dép của con cũng bị chìm luôn. Đố mẹ cái dép của con ở đâu? Dép của con này đâu? Thôi dép của nhím đâu mất tiêu rồi. Đây nè. Đây là một cái dũng bùng của tụi mình nữa. Dũng bùng giống Happy Ba. Happy Ba, Happy Ba có chơi bùn hả? Dạ, Happy Ba nhảy. Chị mượn. Chị mất cười quá Tìm đến chìm xuống biển. Tìm viên ngọc trai, tìm viên ngọc trai. Trời ngồi lên chẳng tìm thấy viên ngọc trai. Chạy ở đây lại. Được trả tiền, được trả một viên ngọc trai. Xuống. Phải tìm đến mới có hai viên ngọc trai à. Wow, nhìn nè. Thôi không sao, chúng mình vào mình tắm. Cho nó ướt luôn Bin. Cho nó ướt luôn, chúng mình vào mình tắm sao. Cái váy thì sao? Mình váy cũng tắm luôn. Bẩn luôn, chắc bỏ máy giặt giặt. Nhím nhảy không? Sao vậy? Con đang tìm viên ngọc trai. Con sẽ tìm viên ngọc trai ở dưới đây. Nè, tìm một viên ngọc trai rồi nè. Á, phía chân còn mình. Tìm viên ngọc trai nè. Á, có hai viên ngọc trai nè. Trời ơi, phía chân của mình sao có viên ngọc trai này nhìn nè. Cũng là phía chân của mình. Cái này nè, nhím cho Bin bỏ cục gạch ra nha. Hả? Nhím cho Bin bỏ cục gạch ra nha. Chắc Bin bỏ lại cho. Được. Cái này sâu hơn. Cái này sâu hơn hả? Kéo chìm xuống đó nha. Đâu cho chị xem. Cái này chìm nó. Ủi gãy thấy chưa? Chìm xuống cả nút đến đầu gối Bin luôn. Bin thò chân xuống đó là thụt chân Bin xuống đó luôn. Đâu? Cái này. Cái đó hả? Con nhím bỏ dép ra. Có chìm gì đâu. Đó. Đó, Bin chìm đó. À, của con chìm luôn rồi. À. Đi thú vị anh. Nhím tàu ao hả?